chú sang đây chơi. Đây. Dạ. 9 giờ mình khai mạc, nhưng bây giờ thì chặt vấn đề về chìa khóa cửa đó, thành ra là quan chức tổ hơi về có những chuyện mà hơi ngoài ý muốn. Thật sự xin lỗi hội thập chiến tâm môi trường. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bác sĩ Dư Quang Châu. Điều thứ hai là đến với thầy là ông huấn luyện viên mà đây là thật sự là theo thầy hơn 5 năm nay rồi. Đó là ông bác sĩ, ông nghe theo huấn luyện viên, ông Thái đến từ Paris. Ông Ninh cũng huấn luyện viên, theo thầy cũng lâu ngày rồi, đến từ California. Ông giới thiệu với thầy, đây là học viên của thập chỉ nhân tâm, có những người cũ năm rồi và một số mới. Và thôi vì thầy Quang Châu nó tôi cứ nhận dùm đi, hồi nhiệt người ta ở xa hay là lâu lâu một năm mới tới một lần thì cứ nhận dùm đi, chứ thật ra cái phòng này chúng tôi không dám nhận nhiều, chỉ có 30, thành ra nó không có một cái số là không có chỗ ngồi với sân bạn gì ta. Cũng có một số những người cũ là mình nâng cấp, có nghĩa là những người cũ được là mình học thêm nâng cấp, còn những người mới là mình bắt đầu từ cái căn bản trước, rồi sau đó cũng có thể thầy hướng dẫn vấn đề mà nâng cấp. Điều quan trọng nhất là những người chữa bệnh. Hôm nay thầy không có chữa bệnh, hướng dẫn tất cả những người trong phòng bên đây. Mình chỉ học, học để rồi mình tự mình chữa dùm. Ngày bắt đầu thứ hai, thứ ba, thứ tư là chính học viên này chữa bệnh cho những người bị hay là những người có thân nhân của mình. Tất cả những người ở đây ráng nắm vững, có hai ngày thôi, mình phải ráng nắm vững để cái căn bản, để làm sao mình trở thành một người thầy để trị bệnh cho bản thân mình và người thân của mình. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.